bạn cài đặt thời gian là 60 giây. Đây là bảng điều khiển và chúng ta cùng cài đặt thời gian. Đây là nút cài đặt thời gian. Các bạn tùy theo các bài cá khác nhau thì cài đặt theo thời gian khác nhau. Ở đây tôi cài đặt là 60 giây. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn nhấn vào nút để đánh bài cá. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy Takeo TK 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy đánh bảy cá TK 500. Máy này thì phù hợp với các cửa hàng hoặc là quán ăn có công suất lớn dùng để đánh các loại bảy cá. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây là chiếc máy của chúng ta. Đây là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh bảy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh bảy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 đu lô để đánh bảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 đu lô này thì các bạn có thể đánh bảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Chiếc máy đánh bảy cá TK 500 này thì có motor công suất là 2.5 kW và bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng.